Ngày 27 tháng 1 âm lịch chính là cái ngày đại cát với những con giáp này. Trong ngày hôm nay, các bạn làm gì thì cũng sẽ thành công mỹ mãn. Các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển bản thân, học hỏi nâng cao kiến thức, được cấp trên cất nhắc đề bạt vào những cái vị trí mới, có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Đi làm thì được đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, về nhà thì được gia đình chăm sóc, yêu thương. Gia đạo thì hòa thuận, sức khỏe tinh thần cũng tốt, lên trông thấy. Những người độc thân thì có cơ hội có được cái người yêu hợp ý. Những người có đôi có cặp thì tình yêu được thăng hoa, hạnh phúc thì ngập tràn. Không những thế, mua hàng còn có được cơ hội bốc thăm trúng thưởng, nhận được quà khuyến mại. Đúng là may mắn, không ai sánh bằng. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên có tên trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 1, ngày cái ngọ ấy, thì chúng ta biết ấy, có cục diện là ngọ mùi là nhị hợp. Vì thế mà những người tuổi mùi là một trong con giáp may mắn nhất trong cái ngày 27 tháng 1, ngày cái ngọ này. Thưa quý vị, vận khí của những người tuổi mùi khá là hanh thông, công việc thì tiến triển thuận lợi, mưu sự thì dễ thành. Miễn là quyết đoán và nỗ lực đến cùng ấy, thì quý vị cũng sẽ được may mắn ngập tràn. Lại thêm được quý nhân lục hợp nó tương trợ, nó giúp sức, những người tuổi mùi nên mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành các kế hoạch dự định đã ủ từ lâu. Cái tỷ lệ thành công trong thời gian này nó cũng cực kỳ cao. Bên cạnh đó, trong thực thể thì quý vị cũng hãy mạnh dạn thể hiện cái bản thân, tranh thủ cái sự ủng hộ của mọi người và hãy thể hiện rõ cái thái độ trân trọng sự giúp đỡ ấy. Các bạn sẽ gì hướng các mối quan hệ xã giao của mình nó đi đến cái chiều hướng tích cực, rất có lợi cho phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc thì cũng đang gì trên cái đà tăng tiến. Trong ngày hôm nay, dù là người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh thì cũng có một chút lộc lá về tay, tiền tiêu thì rủng rỉnh, không phải lo chuyện thiếu thốn. Nhưng các bạn vẫn nên chi tiêu một cách có kế hoạch và hợp lý, không nên phung phí, kiểu khi túng thiếu thì lại trắng tay. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán, trong thời gian này thì cũng đều tự chủ, các bạn cũng cần làm việc cũng như là gì chi tiêu một cách có kế hoạch, tránh cái tình trạng là nay lỗ mai lãi, tiền vào túi rồi lại chạy đi ngay, khó mà tích lũy được trong tương lai khi mà già yếu. Bên cạnh đó, các chuyện tình cảm của những người tuổi mùi cũng khá là tốt đẹp, nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh đó, ngọ hỏa sinh cho mùi thổ, mà đôi lứa ấy, có sự ăn ý ngầm mà cũng không cần phải nói ra miệng. Giữa hai người thì cũng gì không còn tồn tại bất cứ cái bí mật gì nữa, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống của nhau. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi mùi. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 27 tháng Giêng, ngày canh ngọ, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, những người tuổi Dần trong cái ngày hôm nay được cục diện là Dần ngọ tuất là tam hợp. Đó ạ. Thì nhờ có cục diện tam hợp nó giúp sức, nó nâng đỡ, mà những người tuổi Dần cũng sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công trên cái phương diện sự nghiệp. Nếu mà ai đang tham gia thi cử tuyển dụng ấy, thì cũng có cơ hội nhận được những tin tốt. Mọi cố gắng của các bạn bỏ ra cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người mà có công việc ổn định thì các bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Mọi người cũng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Công việc nó thuận lợi, nó cũng kéo theo cái tình hình tài chính của những người tuổi Dần ấy, cũng có những cái chuyển biến đáng mừng. Những người làm công ăn lương có nhiều cái cơ hội để nhận được những khoản thưởng nóng, hậu hĩnh. Còn với những người làm kinh tế thì đây cũng là một cái thời điểm lộc lá nó dồi dào, là cái lúc thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng đối tác, mở rộng cái quy mô làm ăn hoặc là sản xuất kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Dần ấy cũng báo về nhiều cái tin vui. Vợ chồng thì đồng sức đồng lòng trong mọi việc, nên là cũng chẳng khó khăn nào có thể cản bước được hai người. Trong thời gian này, những người độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho những cái đối tượng khá là phù hợp. Các bạn cũng nên dành thời gian cân nhắc với đối phương. Đó. Vậy nên, để gia tăng cái vận trình tình cảm, cũng như là gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ,
giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày 27 tháng Giêng, ngày Canh Ngọ ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, với sự tam hợp Dần, Ngọ, Tuất nó xuất hiện, những người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin tốt lành, may mắn trong sự nghiệp của mình. Con giáp này tạo dựng được những cái mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong suốt một cái thời gian dài. Nhờ vậy mà các bạn có thể được giúp đỡ kịp thời khi mà cần thiết. May mắn còn đến với những người tuổi Tuất trong cái chuyện tiền bạc. Bản mệnh sẽ được lộc trời ban, nên là cái tài vận thì thăng tiến, tiền bạc cứ ào ào chỗ đổ về đầy túi. Xong, những người tuổi Tuất vẫn cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, chứ đừng vội vung tay quá chán. Cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy thì cũng sẽ có đến lúc cạn kiệt. Thêm nữa, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nên là càng thúc đẩy cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất được khởi sắc. Các cặp đôi sẽ trải qua những giây phút thăng hoa trong chuyện tình yêu, có thêm cái kỷ niệm đẹp gắn kết hai người lại với nhau. Dù đôi lúc vẫn còn có những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn, những cái giận hờn, nhưng sau cùng ấy, quý vị cũng sẽ vượt qua tất cả và có được một cái cuộc sống may mắn, hạnh phúc, tài lộc trong cái ngày 27 tháng 1 ngày Canh Ngọ này. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày 27 tháng 1 ngày Canh Ngọ thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn thì được thiên ấn nó trợ giúp. Cái thiên ấn nó cũng báo hiệu trong ngày hôm nay ấy, là một ngày làm việc ổn định và có thể thu được những cái thành tích cao với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. Nếu mà đang làm cái công việc hành chính thì các bạn sẽ có cơ hội đi công tác, được thảo luận, trao dồi thêm cái chuyên môn, trao dồi thêm cái kiến thức, tạo cái quan hệ xã giao và có thêm nhiều cái mối quan hệ hữu ích với mình. Bên cạnh đó, tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Thìn ấy cũng không có gì phải quá lo lắng. Cả nguồn thu chính và phụ thì đều là ổn, đảm bảo cho các bạn một cuộc sống đủ ăn, đủ tiêu. Nếu mà những người tuổi Thìn muốn bứt phá thì cần phải có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không thể mãi mãi an nhàn như hiện tại. Thêm nữa, trong thời gian này được cục diện là hỏa thổ tương sinh, nó cho thấy là những người độc thân ấy có thể có cơ hội phát triển từ một cái mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cả hai có sẵn cái sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm nó tiến triển nhanh. Nếu như các bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình ra cho đối phương một cơ hội để có được cái hạnh phúc may mắn đến với mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, những người tuổi Thân cho thấy cái sự dứt khoát và khả năng thích nghi linh hoạt với cái hoàn cảnh trong cái ngày hôm nay đó. Ngay khi phát hiện ra cách làm của mình nó không phù hợp thì các bạn không ngần ngại điều chỉnh kịp thời để không làm gián đoạn cái quá trình. Nhờ vậy mà cái hiệu suất công việc nó được đảm bảo. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Thân ấy, trong thời gian này thì nhìn chung cũng khá là ổn định. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải có cái kế hoạch tiết kiệm cái số tiền của mình, kẻo kiếm được bao nhiêu cũng chẳng mấy chốc mà lại tan biến. Nếu bạn không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào cái khoản tiền tiết kiệm của ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian này do gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc nên cái tình duyên của các bạn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những người độc thân thì không thuận lợi
trong cái việc làm quen với những người khác giới. Duyên đến, duyên đi cũng khá là nhanh. Các cặp đôi thì hay nảy sinh ra những chuyện cãi vã, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vì vậy, để hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi và mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thân ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vì thế, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời đối với những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay thì thực thần nó xuất hiện trong cái vận trình của những người tuổi Hợi, báo hiệu cái vận trình tài lộc, may mắn, có những cái khởi sắc đáng mừng. Con giáp này biết cách làm những cái gì để có cái nguồn thu nhập tốt hơn, và giờ là lúc để bản mệnh được hưởng những cái thành quả cho những cái cố gắng của mình trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị hãy chi tiêu một cách thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải quá lo lắng về cái vấn đề tiền bạc nữa. Thêm nữa, cái vận trình sự nghiệp lại có quý nhân nâng đỡ, nên là cái công danh sự nghiệp cũng theo đó mà được khởi phát. Nhìn chung ấy, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được cái tài năng, tạo tiền đề phát triển cho cái tương lai. Đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà được mở rộng vô cùng. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của con giáp này cũng chưa được suôn sẻ do gặp cục diện ngũ hành xung khắc nó ảnh hưởng đến. Đôi khi ấy, quý vị đừng quá so đo tính toán, cứ nghe theo cái con tim mách bảo và đưa ra những lựa chọn phù hợp với mình. Đấy. Càng suy nghĩ nhiều thì lại càng xảy ra nhiều cái sai lầm hơn. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 27 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày Canh Ngọ. Và trong cái ngày 27 tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Thìn, 5 tuổi Thân và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 27 tháng 1 ngày Canh Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.